Hoàng Khương mến chào anh Phương ở Vĩnh An, Bắc Giang. Anh 11 giờ anh có gọi điện đặt ủng hộ em cục mixer G4 2022 và micro cao cấp U87 Pro, và anh đã chuyển khoản cho em rất là nhanh, hỏi giá xong là anh chuyển khoản liền. Anh chuyển khoản Vietcombank cho em vào lúc 11 giờ 26 phút 14 giây. Nên em chi ăn cho anh, em có tặng anh thêm vài món đồ. Có nghĩa là anh nói anh hát live stream thì em sẽ có tặng cho anh dây live stream nha. Anh chỉ mua cái cục G4 và micro thôi, em tặng anh dây live stream. Và tặng cho anh cái tai nghe để anh về anh la hát live stream luôn. Vì anh em sợ ở nhà cái tai nghe mình thấp tiền quá nó sẽ âm thanh nó không được hay, nên em tặng cái tai nghe giống em đang cắm ha. Rồi tiếp theo em có tặng thêm cho anh cái giá đỡ điện thoại nữa ha. Về anh thấy dư mấy món này ra là có nghĩa là em bỏ theo kèm. Và em test video CEO này xong rồi em sẽ gọi anh chỉ cách gắn dây một lần nữa. Anh đã nhìn video thì đã biết rồi, nhưng mà em phải kỹ cho khách một lần nữa. Bây giờ em test âm thanh trước. Tăng vang lên nè, vang cả 50 thôi. Kiểm tra G4 U87 Pro cho anh Phương, Vĩnh An, Bắc Giang, thành phố buồn, sáng tác Lam Phương, karaoke Tình Trần, đã nhận Vietcombank 11 giờ 26 phút 14 giây. Anh về anh hát mặt chữ nha. Em hát nửa bài xong rồi em sẽ nói lại một lần nữa các cái nút chỉnh. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm cuốn em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co nguyên gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Mùa xuân nào nhớ không em, ngày chúa những ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tòa, người lừa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng khinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Ê, để em tắt bây giờ em nói thêm. Anh xem cái cột mic của em găm cột 1 thì em chỉnh cột 1, vì cái mic trong sản phẩm cái hộp này nó có sẵn cái cọng dây mic dài khoảng 3 mét anh nha, thoải mái mà đứng hát, ca hát, ngồi hát. Và âm lượng mic anh nhìn giúp cho em nè, chỉnh khoảng 3 mức 3 thôi nha, vì micro này nó rất là hút âm. Thường thường là em hát mức 2 thôi, mà em chỉnh sẵn mức 3 cho nó cực kỳ nhẹ ha. Chép bass em đang chỉnh 60 cho anh. 60 có nghĩa là về anh thấy dư chép thì hạ chép, dư bass thì hạ bass, như vậy thôi. Vang một hồi em chỉnh cái nút vang cho anh khoảng 50 ha. Còn anh muốn vang thêm thì chỉnh 60 ha. Cột nhạc thì em tăng lên khoảng 40-45 ha. Âm thanh xuất ra thì em chỉnh khoảng 50 ha. Vì âm thanh mình xuất ra 100% nó sẽ bị xé tiếng của mình ha. Nhớ nhanh nha. Và mình lấy nhạc Bluetooth thì mình nhấn cái nút like xuống, em nhấn sẵn cho anh. Khi nào mà mình không lấy nhạc Bluetooth, mình nhả lên mới lấy, không lấy lấy nhạc dây đây, nó mắc nhạc nè. Mắc nhạc không còn nhạc gì hết, có nghĩa là không xài Bluetooth ha. Nhắn lại để xài Bluetooth. Đó ha. Và cái hộp mic này rất là chất lượng, nên em chắc phải tặng thêm cho anh cái cây nữa, để anh có sau này anh có kẹp vô cái bàn thì anh xài cái sóc mau đây, cái sóc mau của nó nè. Ha. Sau này anh xài, có xài thì lấy ra anh kẹp cái chân kẹp mic nữa để em tặng thêm cái nữa. Rồi cái tai nghe thì em cắm cái chữ hình chữ phone nè ha. Còn dây clip em cắm bên bên phải nè ha, không có nhìn, không có nhầm được ha, cho anh nhìn nè. Quan trọng là anh găm cái màu hồng cho em nha, màu hồng vô đây. Màu đen còn lại em đang ghim vô cái điện thoại em đang livestream quay xuống đầu anh đó. Còn màu xanh này không xài nè nha,
không xài, không xài nè, không xài. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh Phương rất nhiều.